uống nước đậu xanh có tác dụng gì đậu xanh được ca ngợi là thực phẩm vàng cho sức khỏe chính vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi nhiều người sử dụng loại hạt này để nấu nước uống hàng ngày vậy uống nước đậu xanh có tác dụng gì hãy tham khảo vi sau đây để hiểu hơn về công dụng của nước đậu xanh và biết được cách nấu thức uống này uống nước đậu xanh có tác dụng gì trong đậu xanh chứa nhiều vitamin và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể thay vì ăn nguyên hạt nhiều người lại thích uống nước nấu từ đậu xanh thức uống này có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như giải nhiệt trị nóng trong nếu bạn thường xuyên bị nóng trong người gây bứt rứt khó chịu đổi nhiều mồ hôi thì nước đậu xanh chính là một phương thuốc khắc phục hữu hiệu loại nước này có tính mát giúp giải nhiệt cho cơ thể qua đó cải thiện tình trạng nóng trong và các triệu chứng khó chịu liên quan với đặc tính này nước đậu xanh đã trở thành một thức uống giải nhiệt lý tưởng cho nhiều người trong những ngày hè nóng nực nhiều người nấu loại nước này uống hàng ngày thay thế cho một phần nước lọc vừa giúp giải khát vừa đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu chất lỏng của cơ thể đào thải độc tố cho cơ thể nguồn chất sơ phong phú cùng các dưỡng chất có trong nước đậu xanh có thể giúp đào thải độc tố mang đến cho bạn một cơ thể khỏe mạnh hơn tác dụng này của nước đậu xanh được cả y học cổ truyền lẫn y học hiện đại ghi nhận y học cổ truyền ghi nhận nước đậu xanh có vị ngọt tính mát giúp giải độc lợi thủy loại nước này được khuyến khích sử dụng cho các trường hợp mắc bệnh lý liên quan đến nhiệt độc hoặc tích tụ quá nhiều độc tố dưới da chẳng hạn như nổi mụn nhọt mẩn ngứa ngăn ngừa thiếu máu nước đậu xanh cung cấp nhiều chất sắt đây là một loại khoáng chất quan trọng cho quá trình sản sinh tế bào hồng cầu mới nó giúp cơ thể sản xuất nhiều máu giảm thiểu nguy cơ bị thiếu máu ổn định huyết áp nhiều người bị cao huyết áp thường nấu nước đậu xanh uống hàng ngày vì nó có tính mát giúp ổn định huyết áp thêm vào đó các chất trong hạt đậu xanh khi hòa tan trong nước còn có tác dụng làm giảm cholesterol xấu trong máu làm sạch mạch máu giúp ổn định hệ tuần hoàn điều này đặc biệt tốt cho người bị cao huyết áp ngăn ngừa béo phì béo phì tiềm ẩn nhiều mối nguy tiềm ẩn cho sức khỏe nếu bạn đang bị tăng cân quá nhanh hoặc bị thừa cân hãy uống nước đậu xanh thay thế cho trà hàng ngày Thức uống này giúp tăng cường chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong cơ thể, giảm mỡ máu, ngăn chặn sự tích tụ của các tế bào mỡ dư thừa ở bụng, mông, đùi hay cánh tay, kiểm soát đường huyết trong máu. Đây chính là câu trả lời tiếp theo cho thắc mắc uống nước đậu xanh có tác dụng gì. Thức uống này có thể giúp ổn định đường huyết trong máu, qua đó hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường, giảm nguy cơ gặp các biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Làm đẹp da. Nước đậu xanh cũng nằm trong danh sách các thức uống làm đẹp da cho chị em phụ nữ. Nó giúp giải độc, làm mát da, ngăn ngừa nổi mụn và thanh lọc da từ bên trong. Ngoài ra, nước đậu xanh còn cung cấp nhiều vitamin A, C, E, chất chống oxy hóa và nhiều loại khoáng tố. Chúng giúp làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện sắc tố da, giúp làn da sáng mịn và tươi trẻ hơn, cải thiện sức khỏe tim mạch. Sở hữu nguồn vitamin B dồi dào, nước đậu xanh đã trở thành thức uống lý tưởng cho những người có vấn đề về tim mạch. Chất này giúp ổn định lưu thông tuần hoàn máu, loại bỏ cholesterol xấu, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Chống say nắng. Người bị say nắng thường có biểu hiện tăng thân nhiệt một cách đột ngột, đau đầu, hoa mắt, choáng váng nếu rơi vào trường hợp này bạn có thể nhờ người nhà nấu nước đậu xanh cho uống để điều hòa thân nhiệt và cải thiện các triệu chứng khó chịu ở trên cải thiện sức khỏe xương khớp nước đậu xanh cung cấp nhiều protein thực vật và canxi đây đều là những thành phần cần thiết cho sự phát triển của xương khớp chúng là vật liệu quan trọng để xây dựng lên các tế bào xương mới làm tăng mật độ xương giúp xương khớp của bạn chắc khỏe hơn tốt cho bà bầu khi mang bầu nội tiết tố thay đổi khiến cho phụ nữ mang thai dễ bị nóng trong cáo bón lo âu căng thẳng quá mức việc uống nước đậu xanh đều đặn có thể giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, trị nóng trong, ngăn ngừa táo bón và làm thư giãn các dây thần kinh, giúp phụ nữ mang thai bớt căng thẳng. Ngoài ra, nguồn chất dinh dưỡng phong phú thức uống này cung cấp còn giúp ngăn ngừa thiếu máu và góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể cho bà bầu. Cải thiện thị lực. Trong nước đậu xanh chứa nhiều carotenoid, zeaxanthin và lutein. Các chất này đã được khoa học chứng minh là có khả năng ức chế quá trình thoái hóa điểm vàng, cải thiện tầm nhìn và thị lực. Cách làm nước đậu xanh nhờ có tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà nước đậu xanh được nhiều người ưa chuộng tuy nhiên không phải ai cũng biết nấu loại nước này sao cho đúng cách để tận dụng hết được những lợi ích tuyệt vời mà nước đậu xanh mang lại bạn có thể dùng trực tiếp hạt đậu xanh nấu nước uống một số người thì thích pha chế nước từ bột đậu xanh để thu được toàn bộ chất dinh dưỡng có trong hạt khi chọn mua nguyên liệu bạn nên chọn những hạt đậu xanh mẩy vỏ ngoài đều mà và căng bóng tránh dùng hạt bị sâu mọt có mùi hôi hoặc hạt bị hư hỏng lưu ý khi uống nước đậu xanh không dùng nước đậu xanh thay thế hoàn toàn cho lượng nước lọc trong ngày Tránh uống nhiều nước đậu xanh vào buổi tối gây tiểu nhiều về đêm. Nước đậu xanh có tính hàn, bạn nên tránh uống khi đang đói bụng sẽ khiến dạ dày khó chịu. Không uống nước đậu xanh nếu cơ thể bạn thuộc thể hàn, đang bị tiêu chảy, chứng bụng hoặc bạn có tiền sử bị dị ứng với đậu xanh hay bất cứ thành phần nào có trong hạt. Trước khi nấu nước đậu xanh, bạn nên rang hạt để nước có vị thơm dễ uống và màu sắc đẹp mắt hơn. Đậu xanh có thể tương tác với thuốc đông y hay thuốc thảo dược. Vì vậy, cần tránh uống nước đậu xanh nếu bạn đang được điều trị bằng các loại thuốc này. Trên đây là những thông tin về uống nước đậu xanh có tác dụng gì hy vọng rằng bạn đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và cả gia đình nếu có tình trạng sức khỏe đặc biệt bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng cảm ơn các bạn đã xem vi nếu thấy vi hữu ích hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn luôn khỏe mạnh và bình an